bây giờ là bắt đầu họ quay luôn tivi xem. Đây. Đây, có nghĩa là các cái công nhân họ đang còn xịt thuốc giống như lúc này là quay luôn tivi là cũng là mới tư vấn cho các cái công nhân người ta hòa thuốc, thì bây giờ đang phun đây, quy trình bơm như thế này đây. Nói chung là bơm. Đấy. Thì là đây như tivi ở chỗ nó thuộc hơi hôi. Thì khi chúng ta đây. Đấy khi chúng ta chia nhánh thì một đường này chúng ta chia một nhánh. Khi mà cái đây chặn cái dây này thì người tầng ba có người tầng biệt. Người ta thường thường người phải dòng như này. Thì cái dây chính thì chúng ta là phải đi hai dây. Có nghĩa theo một cứ một nhánh này là ta đi thêm hai dây đúng không? Một nhánh thêm một đường đi, đúng không? Nếu dây nhỏ thì chúng ta dòng. Còn mà dây cơ bản dây để dây chỉnh của nó thì chúng ta phải đi hai dây thì khi đổ cái đạt nên cái năng suất nó mới cao được. Thì đó là cái biện pháp thứ nhất. Còn với cái biện pháp thứ hai thì khi mà chúng ta tới đấy thì ra của một người tư này chúng ta riêng cái chanh ra tới đâu thì chúng ta phải cho rơi xuống để cỡ tầm 8 đến 10 hoa thì, hoặc 7 đến 8 ví dụ như cái dây chính của nó đây mà nó ra tới nhánh tư này là mình là cho hai dây đi chè ra đúng không, thì phải cho cái cải làm chanh thì những người nào phải biết chúng ta thì nó cho nó kín gian cái đó mới bị được. Thì đó hôm nay lên TV phun là cái thuộc nhìn cái này cho xử lý cái là nhìn lại chứ không mà trước quay luôn TV thì cũng có là dùng thằng con phi đó với rigen đấy bằng penalty nhưng chúng ta phải đổi thuốc sợ nó nhơn thuốc hay là sao nhỉ, sợ nó nhơn thuốc thì chúng ta phải đổi thuốc thì tỷ lên chủ phát thuốc thì tôi hướng dẫn cho bà con là đặc biệt là cái nhìn lên tân anh quay luôn TV sẽ chỉ cho bà con một số cây mà nó bị nhện mà quá trình phun trong bây giờ nó lại ra lại đấy, có nghĩa là nó bị cái lá nó như này thì ý là cái hiện tượng lá mướp đắng đúng không, là đây là giờ nó ra lại như này đây, ra cái cây mới này là nó bình thường lại đúng không, chúng ta phải diệt luôn chứ không được là để nằm trong cái mầm bệnh ở trong cái vườn thì tính tấn lên để tôi hướng dẫn cho bà con đấy. Đây là cái vườn chanh của anh Luân TV nha, nói chung là cái vườn chanh này anh Luân TV lúc nào cũng chia sẻ rằng ngày hôm nay ngày thứ 45 hay 46 nhưng anh nhỉ 46 nói chung là đến giai đoạn này ấy, thì tất cả cây chanh hiện tại bây giờ đã leo bo gian hết này, mà đến đây giai đoạn này bắt đầu là để bắt đầu phân nhánh, mà trong quá trình phân nhánh này bắt đầu là vừa cũng thúc phân là một phân rồi như anh TV cũng chia sẻ là phải kết hợp là phải tăng thêm là bo này để chuẩn bị giai đoạn làm trái đấy, thì bắt đầu mới bà con cũng nên lưu ý để mà, cái quy trình để mà làm để làm sao để cho cái cây chanh nó phát triển bình thường, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa để cái chất lượng của năng suất của cái cây nó cũng được nó đạt thêm. Đấy. Thì bây giờ anh Luân TV sẽ chúng ta theo chân anh Luân TV là đi vào cái khu mà chế thuốc, đi vào đấy là có nghĩa là anh Luân TV là tư vấn cho bà con chúng ta là một số cái loại thuốc là để xử lý cái vấn đề là nhện này rồi hoặc bọ trĩ trên cái cây chanh để làm sao đó là cây chanh nó phát triển một cách bình thường nhất. Đây mà tôi mới đây thì tôi làm sao thì tôi làm vậy thôi tôi cũng hướng dẫn cho ba con đấy là cái trái này là vua nhìn và sâu về bùa nó đặc trị của nó là sâu về bùa bộ trị nhìn lung tung và nhìn độ nhìn lung tung và nhìn độ cái trái này trong này là có hai hoạt chất đấy, hoạt chất thứ nhất là abatin đấy, hoạt chất thứ hai là abatin đấy, thì nó có hai hoạt chất nó phù hợp lại nhưng mà tỷ lệ đánh nhìn rất là cực cao thì trong đó thì chúng ta là phun bằng cái này thì chúng ta và kết hợp với cái này đây, kết hợp là cái này đặc trị là cái rây nâu đến rây lưng trắng, mà chúng ta phun phòng cái này thì để riêng cái này là riêng cái thằng penalty này thì nó có dòng của nồi hấp đấy, nó nồi hấp rất là cực cao đấm ra là nó đặc trị hai cái tập phối hợp lại thì đặc trị con nhìn đỏ với con bột trị và con nhìn trắng ở trong vườn thì hầu như là 95% là không còn đây là đây là thằng penalty penalty của công ty Thanh Sơn đấy đúng không, công của công ty Thanh Sơn đấy, đấy penalty 40 GP đấy, thì là chúng ta là penalty mà phối riêng cái này thì bà con nên sử dụng nếu mà phun máy thì được 1,5 phi, còn mà phun bằng bình 16 lít thì chúng ta cứ 30 ml trên một bình 30 ml trên một bình, trên bình 16 lít, trên bình 16 lít. Công dụng của nó là đặc biệt nó có hai hoạt chất nhá. Hoạt chất thứ nhất để tôi đọc cho bà con kỹ luôn này.
hoạt chất nhiệt là A3-metin, hoạt chất từ thứ hai là A3-abatin. Thì nói chung là nó trong này cái đặc biệt là rất là tốt để đặc biệt là đỡ trị nhện. Thì khi mà cái chanh chúng ta đang bị nhện nhiều thì đang còn cái ngọn nó không được mở lạ thì chúng ta phải kết hợp là đây thì Teragil. Đây Teragil. Đây, đây 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 đây. Cái dòng này là dòng riêng đạm là 41%. Cái dòng này dòng phân bón cao cấp đúng không? Phân bón cao cấp đạm. Nó là nhập khẩu đúng không? Đạm 41%. Đây. Và là và lẫn giữa 6% thôi. Đấy. Nó hình như cũng tác dụng của nó là giống chống là ngủ đầu lân đúng không? Thì cái này á thì nó chống ngủ đầu lân này, riêng cái này là bung ngọn cực mạnh. Đây là cái này là bung ngọn cực mạnh, nên Tân anh phải hướng dẫn để quay thuộc cho bà con để người ta biết đấy. Thì anh phải thứ nhất để bà con người ta áp dụng để người ta mua. Đây mình phải đây là một cái dòng là chuyến là tỷ là như anh Luân TV lúc này cũng chia sẻ cho bà con chúng ta mới xong đấy, là dòng là tỷ thứ nhất là nhìn và sâu vẻ mua bỏ tỷ này, hoặc là nhìn đỏ nhìn lung nhung ở trên cái chanh dây của chúng ta này, kết hợp với đây là Berenti của hàng công ty Thanh Sơn nhé, này chuyên trị dây lâu và dây đang đứng này, lưng trắng này. Bên cạnh đó thì vì sao anh Luân TV là kết hợp cái thêm dòng này, đây cái dòng này dòng là Teragel này, dòng này là dòng để, nó là kết hợp để bung đọt, để bung đọt để đây là cái lượng đạm rất là cực cao. Cực cao thì chúng ta để hướng dẫn là riêng cái chai này nó đấm trôi, nhưng mà để cái này thì bà con là tránh như tránh mà cửa tâm được bắt đầu chia nhánh thì chúng ta nên dùng cái này. Vì lượng đạm nó quá cao để cho nó bung trôi. Còn một cái lượng mà đã được nuôi trại cái tâm một vài trăm trại, một vài trăm trại mà mưa nhiều là không nên dùng cái này. Tùy theo thời điểm chứ không phải. Nhưng mà vì sao khi mà lượng mà trại nhiều và lúc mà mưa nhiều là ta không nên dùng, là nguyên nhân vì sao nhỉ? Vì dùng cái này là nó kích thích quá mạnh. Là sợ nó chảy dây à? Không phải, nó tăng trưởng, nó mỏng lá, đến cái là lượng mỏng lá là cái mưa nhiều thì độ ẩm trong đất nó cao và đầu nấm phốt ra nó đánh đất lên là cao. Nó bật ngược trở lên là nó sẽ dễ bị đổ mật cua và bật trâu. Đây là bệnh loang dâu đấy. Đây là bà con là phải là lưu ý cái này. Đây thì bà con ở trong vườn thì chúng ta là cùng phun nhìn đây là ấy, thì mà chúng ta cứ tầm 10 ngày chúng ta định kỳ chúng ta phun lần. Rồi thì những cái lần mà ra hoa đậu quả như tôi đã phân tích từ phía trước rồi. Giờ clip này thì tôi không nói nữa. Thì người nào mà chưa biết thì cứ mở clip của kênh Nói Luôn TV đã, tôi sẽ hướng dẫn cho bà con là tận tình đấy, để tận tình. Thì khi bà con biết là cái công dụng với cái này là cái penalty là nồi hấp, nó nồi hấp phun từ lên lá thì nồi hấp từ rễ lên, mà đặc biệt là nồi hấp từ trong đất. Đấy là riêng cái penalty này đấy, nhìn nó đơn giản nhưng điều rất là hiệu quả đấy. Đặc biệt mà riêng cái penalty này mà nó trị, tôi làm dưa hấu rất nhiều, nếu mà nó để mà chuyên trị bột trị thì cái này trị rất tốt. Nhưng mà bột trị mà mùi bột trị bị nhiễm đỏ mà không cái này thì không bao giờ hết được. Thì bất cứ một cái loại thuốc gì chúng ta phối thì chúng ta phải trộn bên tí vào để đặc trị cái thành công ở trong cái vườn đấy. Đúng rồi, bởi vì cái thằng bên tí là có tác dụng của nó là nồi hấp, chúng ta nó sẽ có tác dụng là từ lá cho đến là cây, bởi vì nó hấp thụ cả rau trong đất nữa. Đấy, đâm ra nó cũng sẽ tác dụng nó sẽ là cao hơn. Đấy, nhưng anh Luân TV cũng mới chia sẻ chúng ta đấy, nói chung là anh Luân TV là có đấy là hay. Thuốc kháng á, thì chia sẻ trên chỗ kênh YouTube này á, là cũng là chia sẻ rất tận tình và rất là nhiệt tình. Đấy, như anh Luân TV nói rất nhiều là làm này là không phải là để bơm, là để buôn thuốc. Nếu mà chúng tôi mà buôn thuốc á, thì đã không nói tận tình cặn kẽ rằng thuốc nó như thế nào và tỷ lệ làm sao. Nhưng đây là cũng tư vấn thêm cho bà con là chúng ta biết được những cái loại như nào như kia để chúng ta biết được mà để mà sử dụng và áp dụng vào cái cây chanh của mình làm sao cho đạt hiệu quả tốt. Thì tôi thì làm này để thứ nhất là giúp đỡ bà con, những người làm chanh thì nói chung là người nào mà kinh nghiệm có rồi thì chắc là cũng phải học tập, nhưng nếu mà người nào chưa biết thì đôi khi cùng theo dõi kênh Nói Luôn TV, và đặc biệt là những người nào cảm thấy làm hay thì cho một comment ở phía dưới thì để càng ngày càng phát triển đã. Để Nói Luôn TV cùng kính chúc bà con sức khỏe để dồi dào, để thành công trong cuộc sống. Chào tất cả mọi người. Rồi, chào anh Luân nhá.